Thưa quý vị, tuần vừa qua, 4 người Mỹ bị bắt cóc ở bang Tamaulipas, Mexico. Sau khi đi qua biên giới từ Texas, hai người sau đó được tìm thấy đã chết. Vụ việc đã sóng lên hồi chuông cảnh tỉnh về nạn bạo lực băng đảng đang xảy ra giữa hai quốc gia láng giềng Bắc Mỹ sau hàng loạt vụ bắt cóc và giết người thời gian gần đây. Khi hàng triệu người Mỹ chuẩn bị cho kỳ nghị xuân, cũng là lúc Đại sứ quán Mỹ đưa ra những cảnh báo an toàn về đất nước Mexico không chỉ Mỹ mà các quốc gia khác cũng khuyến khích công dân không nên đến Mexico khi nước này liên tục ghi nhận những kỷ lục chết chóc. Đầu năm 2023, nhiều sân bay tại bang Sinaloa và Sonora đã phải đóng cửa sau vụ bắt giữ Odivio Gumen, một thành viên cấp cao trong băng đảng Sinaloa và là con trai của chùm ma túy Joaquin El Chapo Gumen. Chỉ vài tháng sau đó, những vụ giết người nước ngoài lại tiếp tục diễn ra tại đất nước này. Mới đây nhất, bốn người Mỹ đã bị các tay súng bắn và bắt cóc khi họ đến biên giới phía Bắc Mexico. Chúng tôi đang trong quá trình làm việc để hồi hương hài cốt của hai người Mỹ đã thiệt mạng trong vụ việc này. Phía chính phủ đang cung cấp hỗ trợ cần thiết cho các nạn nhân và gia đình của họ. Chúng tôi cảm ơn lực lượng thực thi pháp luật của Mexico và Mỹ vì những nỗ lực của họ trong việc tìm kiếm những nạn nhân vô tội này và nhiệm vụ phía trước là đảm bảo rằng công lý được thực thi. Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador cũng bày tỏ sự chia sẻ đối với bốn nạn nhân người Mỹ và khẳng định sẽ thiết lập lại an ninh tại Mexico. Đây là một vụ trọng án vì uy tín của đất nước và chính phủ đang bị đe dọa. Chúng ta phải đi đến cùng và tìm ra được sự thật. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, năm 2021 ghi nhận 75 công dân Mỹ chết vì bạo lực tại Mexico. Trong thời gian gần đây, con số đó đang gia tăng một cách đáng báo động. Các nhà chức trách đã đưa ra cảnh báo không đi du lịch tại 6 bang của Mexico do vấn đề tội phạm và bắt cóc thường xuyên xảy ra đối với người Mỹ. Theo các nhà phân tích, việc các băng đảng, đặc biệt các băng nhóm ma túy hoành hành không phải là điều mới xảy ra ở Mexico. Hơn một thập kỷ qua, quốc gia láng giềng của Mỹ đã trải qua những biến động về chính trị, cùng với đó là sự phân quyền lộng hành giữa các băng đảng khi các thủ lĩnh ngày càng trở nên ngang nhiên trắng trợn. Cách đây 20 năm, các băng đảng tội phạm Mexico đã đầu tư mạnh mẽ cho vũ khí quân sự, Giờ đây, tội phạm có khả năng chống trả lại lực lượng vũ trang của chính quyền. Vào năm 2022, Mexico ghi nhận khoảng 100.000 người đã biến mất hoặc mất tích không rõ lý do. Phần lớn các vụ bắt cóc diễn ra mà không có sự can thiệp của cơ quan chức năng, đặc biệt là các vụ việc nhằm vào người nhập cư đang di chuyển đến Mỹ. Trước tình hình này, thì một số nghị sĩ Mỹ cảm thấy Washington cần phải hành động một cách cứng rắn hơn. Các nhà phân tích nhận định chính phủ Mexico khó có thể tập trung chống băng đảng ma túy do tình trạng tham nhũng tràn lan. Nếu không có sự can thiệp của Mỹ, các băng đảng sẽ vẫn nhờ nhơ ngoài vòng pháp luật. Mỹ hiện cung cấp khoản tiền lớn một cách thường xuyên để chính phủ Mexico truy lùng băng đảng ma túy. Tuy nhiên, kết quả thu được chưa thực sự khả quan khi nạn buôn lậu ma túy từ Mexico sang Mỹ cũng như mối đe dọa mà các băng đảng ma túy Mỹ tạo ra với người dân Mỹ chưa có chiều hướng giảm. Theo các nhà phân tích. Việc can thiệp quân sự vào Mexico, phát động cuộc chiến với băng đảng ma túy là điều hết sức phức tạp, phức tạp hơn nhiều so với nỗ lực chống ma túy của Mỹ ở Colombia vào những năm 1980, 1990. Thứ nhất, theo truyền thông Mỹ, giới lãnh đạo chính trị và an ninh Mexico không có ý chí chống ma túy mạnh mẽ như cách Colombia từng làm. Theo Bloomberg, sự cấu kết giữa các băng đảng ma túy với một bộ phận quan chức an ninh đã ăn sâu và tinh vi. Các hoạt động quân sự của Mỹ sẽ gặp khó khăn khi các nguồn thông tin bí mật có thể bị lật ra ngoài. Bằng chứng là mới đây, cựu bộ trưởng an ninh Mexico, General Garcia Luna, đã bị kết án có hành vi hỗ trợ các tổ chức tội phạm vận chuyển và phân phối ma túy tại Mỹ. Ngoài ra, nếu ở Colombia, Mỹ chỉ phải đối phó với hai băng đảng chính là Medellin và Cali, thì ở Mexico có tới sáu băng đảng quyền lực. Điều đó có nghĩa là quân đội Mỹ sẽ phải huy động một lượng lớn nhân lực, ít nhất hàng ngàn quân nhân để đối phó một cách hiệu quả. Mặt khác, một khi binh sĩ Mỹ tiến vào Mexico, các băng đảng sẽ chống trả quyết liệt. Các băng đảng như Jalisco New Generation hay Sinaloa cũng có chân rất ở Mỹ, có thể gieo rắc bạo lực ngay trên đất Mỹ để đáp trả. Hoặc nếu Mỹ áp dụng chiến lược như cách săn lùng trùng khủng bố Osama Bin Laden giai đoạn 2006-2009, chủ yếu tập trung vào không kích, thì đây sẽ là cuộc chiến kéo dài và tốn kém. Theo tôi, những gì chúng ta phải làm là hợp tác với Mexico để giải quyết các vấn đề an ninh của các băng đảng. Việc Mỹ thiết lập các hoạt động tại Mexico sẽ không giải quyết vấn đề của băng đảng và sẽ không giải quyết các vấn đề an ninh cơ bản. Vụ việc có thể dần lắng dịu theo thời gian, nhưng các con số biết nói về hàng chục, thậm chí là hàng trăm người mất tích bí ẩn mỗi ngày tại Mexico đã đang và sẽ là vấn đề nhức nhối cần quyết tâm mạnh mẽ của chính phủ Mexico và thậm chí là cả sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế.